nhắn ai lên đất bảo hàng, lên mùi phong huyền thực là cảnh tiền. Cõi Bắc địa ấy còn truyền cổ tích nhé. Ông bảy hoàng thực biết nhà ấy trung quân chứ sinh thời làm tướng trung thần kinh lùng man thổ muôn dân. Ê, con đến mấy đảo cầu hờ quan hoàng bảy bảo hà chính vì cùng tướng quân để nhị hoặc hai can qua dấu vẻ biết lời anh hùng xưa đã ra người sang người cùng tiên ý. Thank you.
bóng hoàng về ngục nay phùng giá hoàng về thân muốn khẩn đào đăng nhang phục cờ dòng kinh có chữ làm mồ có chữ làm mồ trong kinh có chữ làm mồ A Di Đà Phật niệm hoàng phù chấm độc hoàng về có phép thần công phùng thị như ngài điện khai khai thần chiếu quang minh khai nhị nhị kinh thanh khai tâm tâm hoan hỷ khai túc dòng bộ hoành khai quang chiếu mã hình nhân ta năng tỏ tăng ân tư mi mẫn chúng sinh phù ngã kim đình lê khai quang chiếu mã hình nhân tài mã dâng lên kim ngân tài mã dâng lên hoàng về thâu đôi biến gió vàng về đo đôi chữ trường dình phùng thị như lai điện khai khai thần chiếu quang minh khai nhị nhị kinh thanh khai tâm tâm hoan hỷ khai túc dòng bộ ảnh khai quang chiếu mã văn bất chúng sinh phù ngã kịp định lê khai quang phải chiếu thiên tôn tài mã dâng lên kim ngân tài mã dâng lên hoàng về tấu đôi chép biến rõ ràng vì cho đôi chữ trường sinh phùng thị như lai điện khai khai thần chiếu quang minh khai nhị nhị kinh thanh khai tâm tâm hoan hỷ khai túc dòng bộ hoành khai quang chiếu mã văn tài mã dâng lên kim ngân tài mã dâng lên hoàng về ngẫu đôi chép biến rõ ràng vì cho chén trà yên ý a
hiến thượng kim ban trào long nga, hiến tượng kim bàn mâu đơn cùng trà mấy lòng tử lúc thừa nhàn hoàng hiến na vui mây
nức tiếng thơm danh. Quan Hoàng Bảy người đứng trong đất Việt. Hoàng đi an dân đổ thế, được hưởng phúc lộc đặng hà xa. Ba xa hoàng ngự ba gian đền mát thành thơi. Kỷ Hoàng là người tu nhân tích đức, họ Nguyễn là người tu nhân tích đức, thời được theo ông Bảy trên bào người phàm trần ai dễ sánh tiên. Lạ thay có ghế họ Nguyễn, hôm nay thực là duyên rất tình cờ. Hoàng lên trên thiên đình vui cùng tuế nguyệt, xuống phàm trần hoàng hộ quốc cho muôn dân. Thần thông ngoa phép nhiệm bầu, hoàng độ cho con nhang đệ tử được ba vuông bảy tròn. Mà lộc trên sơn lâm như nước biển tràn đầy, mang đi nát đường còn chẳng hết, ông tiếc gì. Thánh đồng họ Nguyễn con đây hôm nay nhất tâm. Ba gian ni đèn mát thành thơi, họ Nguyễn Kỷ Hoàng là người tu nhân tích đức, mới được theo ông Bảy trên bảo hà. Tiếng vang danh Quan Hoàng Bảy người lừng trong cõi Việt. Ông đi cứu dân đổ thế, phúc lộc đặng hà xa.
quan hoàng bảy người độ trì hoàng ban phước. Thượng đẳng thần đã được sắc phong quyền hoàng cai tam tứ phủ công đồng, mà quyền hoàng cai quan các chữ thanh đồng bốn chủ. Cảnh trời chung đâu của riêng ai, lào thơ ai có tấm tình hoài, là chủ cả phong hoa tuyết nguyệt. Gió nam thoảng hương bay ngào ngạt, bóng ngát tà đã gác non tây, trăng in mặt nước vơi đầy, mà bảo hà cổ tích xưa nay còn truyền. Quan hoàng bày nhận ai nên đất đi nên đến bảo hà, chứ nên vô hiểu phong nguyệt đi. Đó là tín cảnh thần tiên, sáng ngô liễu phàn, tiên cảnh thần tiên trên bao. Níu thủy hoa cùng đào hoa, đào hoa nào cô lầu cô tiêm thuốc pha trà ô mê là lưng đâu, sáng ô liễu phàn thì ở đâu nàn nơi đâu để các cô pha trà, ở đâu là nơi đâu để các cô pha trà. Bà già thì đến mát đi, rêu là phù rêu. Họ Nguyệt là người có tâm, là người có đức nghi, thời được theo ông hoàng bày bảo hà, sáng ô điệu phàn theo ta, được theo quan hoàng bày bảo hà, theo là được theo quan hoàng bày bảo hà. Các ghế bình an
an bình, cô mới bình an bình, hoặc độ cho cái kiếp ý nhân đã sinh nghi tròn vẹn tròn. Sáng hô liêu phàn nề, sinh là kiếp nhân sinh được vẹn tròn nề. Ô sinh là kiếp nhân sinh được vẹn nề tròn. Hôm nay thanh nghe nhạc, quan hoàng bây giờ sạch ra xe, trong sạch có đề đức năng tương thí. Đi quan hoàng bày chót dày một tí với đời. Ông bảy tâu qua quan Nam Tào, cùng nhì quan mê bắt đầu xuống người trần gian. Nào ông mà chép điên, họ Nguyễn hôm nay hiếu thuận thảo hiền, tu nhân tích đức. Ông bảy chép điên cho rõ ràng, còn bao kẻ ngang ngược bao ngược trên đi hại người không trước cái thời sau. Lỗi lầm hoàng xa chi đâu, sao hiện mà được như ý ông cho sở cầu tòng tâm. Đồng anh ninh soi đời vời vợi, ai mất chữ tội chữ phúc và cân. Nay đừng có khoe, ta đây đã chọn đào muôn phần cây đức mà tuy tốt ông cho về vang sau này. Hoàng bày khuyên ai giữ tròn đạo làm người, đã đi lễ Phật nơi chữ Di Đà là hơn cả. Họ Nguyên nghe ra, họ Nguyên nghe ra ông cho nước tiền tẩy hết bụi trần thanh cao, rồi lại ông cho mười phần thanh cao. Đến đặt gối tâu quỳ sân năm có ông hoàng bảy, xin ông độ trì ông chứng minh.
định hoàng vui cùng tế nguyệt xuống trần gian hoàng hộ cuộc cho muôn dân thần thông hóa phép nhiệm màu phù độ cho con nhang đệ tử được ba vuông bảy tròn quan hoàng bảy người độ trì ban phước thượng đặng thần đã được sắc phong quyền hoàng khai tam tứ phủ công đồng quyền hoàng cai quản các chữ thanh đồng bốn phương khi nhận hạ thì bàn đèn điêu thuốc trên diệu quỳnh càng chuốc càng say trà sen trà cúc thơm bay ô lòng tiên tiểu đầy vơi lại đầy nếu như con trời còn nước còn non còn đôi cô mà rót rượu thì ông bảy còn say sưa quan hoàng bảy tôi tú anh linh nghề sử sách ghi chép nêu dành nghề muôn đời khắp muôn nơi ơn nhờ đức cả vâng lệnh trời giáng hạ chân gian quan hoàng bảy người đội lệnh thiên nhãn bách tiên chư tướng tiên hoàng xuất cung năm cánh ngưng hậu nê liêu tích giặc bắc phương đạo nghệ bất dung quan hoàng bảy đội lệnh tiên phong cõi binh dẹp loạn lên công nghi hàng đầu thành sớm gió mưa trăm trận không sờn nề miếu cao kế hiệp hơn điệu đường hướng trung trinh cương thường yêu nghĩa định thiên cơ trần địa chẳng sai thất nguyệt chính nhật nhật ai tiền binh phòng bệ lòng thơ ai hiền thần lòng
lối một trận nề, phong vân gió thét mới hiện thân nề, khắp hết đâu đâu bốn phương nghe làm bắc thần cầu, bảo hà thành tích nghiệm màu còn ghi. Đành sai thập nhì mười hai cô tiên nàng, cô nào việc ấy mau mau sửa sang ra đứng hầu. Tiên cô làng cả pha nước trà tàu, sơn lâm thế là vừa ý, ông bảy gật đầu bộ gối ban khen. Tin cô nàng đôi, tin cô nàng đôi dâng bộ mà khay đèn nề, xe ngà diễm sứ có cả móc tiền chuôi bằng vàng. Tổ mát hội đồng ngành hoàng sai, tổ mát hội đồng kiểu dọc đón giúp ông đi trên thiên đình đấu đối thiệt hoàng. Xe đoàn thanh xa hồi cung thập thoáng trắng thanh, cảnh hồng thập thoáng trắng thanh, nghe án đi có đức thanh minh ra đời ấy. Bên nở bên đi bồi dòng sông Lam, bên nở ấy một bên bồi dấu thiêng ông mười để cho người đời chúng con khói nhang. Ốc dựng nên được thuận nhất là miêu, sóng yên biển nắng ngờ sớm chiều, đức hoàng mười thành thời.
thành bóng hoang về ngục nay phục giá hoàng về thân muôn thần đạo đăng nhang phục cờ trong kinh có chữ nam mô có chữ nam mô trong kinh có chữ nam mô A Di Đà Phật hoàng phu trong đồng hoàng về có phép thần công khai quang nghe sóng nhang thắp cờ diệu quang minh chiếu từ trung a thích tăng cung dạ kim phục hoàng cẩn thận thánh chúa tiên trung vương trăm bông hoa sao kết mừng ngày một ngày điều vui bắt đề tay kia xót chén rượu đào nhất tuần sữa dâng lên điện ngọc đề các cô nương mời dứt đức hoàng mười xưa a xây con xưa công mười xưa quỳnh tiên tay rót rượu đào dâng nhất tuần sơ sang nhị tuần á để các con nâng mời là mời là mời dựng đức hoàng mười sơi a sơi dựng đức hoàng mười sơi tay tiên nó chúc chén rượu đào tam tuần chúng dâng lên điện ngọc các cô dâng mời là mời dựng đức hoàng mười sơi các cô dâng mời ô là mời rước đức hoàng mười sơi. Mà đất lê quỳ thoi Nghệ An các cô tiếng miếng châu cầu đầu ngày hôm nay kính dâng hoàng mười con này đón quan
non mới về. Mà ngày hôm nay ông Hoàng mới về chứng nên chứng nể. Sau ông chứng tâm cho thanh đồng họ Nguyệt con hôm nay nhất tâm lòng thành. Cho thanh đồng họ Nguyệt con hôm nay nhất tâm lòng thành. Hoàng đồ cho họ Nguyệt con hôm nay cầu nên mà ước được trong gia chung lại thuận hòa. Nghe tiếng chuông ngân con thấy bóng quan hòa luận ra lời cùng mặc áo choàng gầm theo hoang hoa tay tiên viết câu thơ thần cầm quạt ngà bước chân xa ngày ngày bên hầu hai làng tiên nữ đàn thân lên khúc năm cung dòng ân níu lô anh vàng để lòng hoàng xin bao niềm vui khi xa xôn nhân gian rồi mà lòng còn vẫn vương đầy vơi điểm hôm nay vui quá đi thôi hát ca từng bừng buồn nơi để tiếng cảnh đẹp quá tươi mấy trời cũng ngừng trôi đón qua trong đền nên lòng hoàng thấy lâng lâng lên uy danh sáng soi muôn đời rực vờ giữ yên trời nam muôn dân bắc trung nam phục thờ hoàng đồ cho nước non bình an ngọc hoàng đồng còn nhiều gian nan nắng mưa không nề xin hoàng về chứng tâm cho đông con tâm thư theo cánh nhàn hồng phù về xứ thiêng Nghệ An độ cho phúc đâu giàu về lộc phô nhà như nước dòng sông Nam hoàng độ cho phúc đâu giàu về lộc phô nhà như nước dòng sông đông người dáng nơi đến nay đường xa thăm thầm
đâu có ai gió sương đêm hay. Ngự về đây đông sang bóng quy quán hoàng ở đây, sau trước gần xa xem mai hiệu duyên hoàng thượng. Ông thương cho thành độc hoa nguyên con dầu ngân sang bóng, tiếng ca cung đàn con đón hoàng vui ngự đền nơi. Cuối xin ông nhỏ cho thanh đồng, cho tiếng ca cung đàn, cho người trần thế chúng con bình an, bốn phương nước non thanh bình, đường đời đời cháu con hiền bình. Đời người ai mà có lần để may mắn ngắm sung nhan hoa ngự đồng ánh bóng phương xa. Mới hay trong việc đạo này ngự về đồng thì có ai bằng ông, khi ông sáng lâm dương đồng đẹp dạng người sáng như hào quang. Người ta làm bắc đông tây để bán bước trăm về gặp may, còn con mệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan hoàng chứng tâm. Biết ông người xa ông tiếp lộc hoàng bát tài, tiếp lộc hoàng bát tài cho quân cùng là mì cho bán. Ông tiếp lộc xa hoàng cho lộc gần, lộc nghỉ xa ông cho lộc gần. Ngày xưa thì ngày xưa ai biết chi ai, bởi vì khăn điều ngào thắm nên tình cờ các ấy được gặp nhau. Dù rằng xa xôi nhích lại cho gần, một ngày làm tôi trong bốn phủ thì cũng như con, như con một nhà, cũng như con ở trong một nhà. Trên trời đẹp nhật à mây, trên trời đẹp nhất có áng ở mây, đến đây hôm nay mì đẹp nhất chỉ có bóng quan, bóng quan hoàng người chỉ có bóng quan hoàng người. Thương ghế ông đây tịch lặng nghĩa lại dày, ông thương ghế họ nguyễn đây tịch lặng nghĩa lại dày. Xa xôi từ trong xứ nghề ông cũng vô gia, ông ngự đồng nghề vô gia để ngự đồng. Vẫn xuống quan hoàng mười vẫn xuống góc về chân trời, không đâu kháng trang lịch sử mà đẹp bằng nơi
ông đang ngờ đồng đẹp hơn nơi ông đang ngờ đồng. Xe ăn mây vàng thường tiên các cô, xe ăn mây vàng thủy con xích điều giữa công quỳ về chân cảnh hệ an. Xe đoàn thanh xa